Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của thời điểm tháng 1 năm 2024 và các dòng xe của Toyota, và một tin đặc biệt vui cho những anh chị quan tâm đến dòng xe Toyota Ray. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Ray màu đỏ nóc đen. Thì chính thức từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 thì Toyota Việt Nam đã giảm giá niêm yết cho dòng xe Toyota Ray. Cụ thể như sau, thì đối với dòng xe Toyota Ray xuất hóa đơn từ tháng 1 năm 2024 này, thì giá xe niêm yết đã giảm cho anh chị. Giá xe niêm yết ngày xưa là 552 triệu và hiện tại chỉ còn là 498 triệu, giảm dưới 500 triệu. Bây giờ chỉ còn 498 triệu chiếc xe Toyota Ray này thôi. SUV 5 chỗ hạng A, gầm cao, máy 1.0 turbo và có cái gầm và cái tầm nhìn rất là thoáng.